Kính chào quý vị và các bạn. Những thông tin thời tiết tích cực của ngày hôm nay đó là cơn bão số 11 ít có khả năng tác động đến đất liền của nước ta và mưa lũ ở miền Trung thì đang giảm nhanh. Đến 7 giờ sáng nay thì cơ bản là không còn nơi nào bị ngập nữa. Đó là vì mưa đã giảm đáng kể. Đây là những điểm mà đêm qua vẫn còn mưa to, thế nhưng đến sáng nay thì lượng mưa ở những nơi này đều không vượt quá 14 mm. Lũ trên các sông vì vậy cũng đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Trong đó thì sông Thu Bồn ở Quảng Nam là con sông đạt đỉnh sau cùng, thì dự báo là đến tối nay mực nước sẽ giảm xuống dưới mức báo động 2 và đến sáng mai còn tiếp tục giảm nữa xuống dưới mức báo động 1, không còn nguy hiểm nữa. Chỉ có một lưu ý trong chiều và đêm nay đó là nguy cơ về sạt lở đất. Dù chỉ còn mưa rải rác và lượng không lớn, thế nhưng nền địa chất ở khu vực miền Trung đang yếu sẵn nên vẫn có thể xảy ra các điểm sạt lở nhỏ ảnh hưởng đến giao thông của các huyện vùng núi, đặc biệt là vùng núi của Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía Bắc của Bình Định. Với miền Bắc thì dự báo là nắng sẽ duy trì trong cả chiều ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố khác sẽ có mức nhiệt là từ 24 đến 29 độ. Còn về cơn bão số 11, được đánh giá là ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của nước ta, bởi vì hiện giờ thì nó còn ở rất xa phía tây nam của Đài Loan. Hơn nữa, nó sẽ nhanh chóng suy yếu thành vùng áp thấp trong 24 giờ tới. Tác động chủ yếu của nó là gây ra thời tiết xấu ở phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng còn lại của khu vực Bắc Biển Đông, huyện đảo Hoàng Sa cũng như ở khu vực Vịnh Bắc Bộ thì thời tiết cũng chuyển xấu do tác động của không khí lạnh. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ đêm nay, vùng biển từ Bình Định xuống đến Cà Mau thì cũng sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Huyện đảo Trường Sa chiều nay thời tiết tốt, đến đêm thì có mưa rông rải rác, đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong chiều và đêm nay.